hôm nay đi rước Việt Kiều từ ở bên Việt Nam qua Mỹ. Mọi người đều đông đủ, tấp nập nguyên một tiểu đoàn để đi rước Việt Kiều. À, má tuy bệnh ở trong người nhưng mà cũng cố gắng để mà đi ra phi trường rước Việt Kiều từ ở bên Việt Nam qua. Nhưng mà má cũng ráng đi để rước thông với con đó đó nha. Mở cửa con, mở cửa cho bà ngoại con. Ngoại ngồi ngồi ghế sau đi, ngồi ghế chỗ con á. Anh ngồi bên xe đó với em với chị chơi thì Năm. Anh ngồi đó. Đây là xe của Tám Phượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới qua đi lấy tóc anh đón chứ. Nhiều.
gì đó đó. Thì đi vòng thăm cái trường cái gì? Ờ, quay phim, quay phim. Trên ba quay phim. Nhờ quay phim, nhờ vậy mà được quay phim quá trời đã này, lúc nào cũng rất là đông người và phát rất là đầy. Con có lai về nhà. Dạ, cái con mới tới cho mình. Dạ. Mẹ con biết con tới chưa? Dạ biết rồi, đang có chị Hai. À. Đâu con mở lên cơ mẹ con với bé Thư đang ở nhà. Mệt không con? Đi bye bye. Dạ, lúc mà qua Tokyo con hơi mệt mà qua đây con thấy khỏe. Ờ. Đi lâu quá ha. Dạ ha. 17 tiếng rồi. Quá ngán luôn. Bởi vì con bị sợ lắm, sợ con bị vô cùng rất là sợ. Lâu quá. Mệt kinh khủng. Ồ, Thư ơi, bé Thư ơi, con Phượng nè. Qua tới rồi đó nha. Trời, không khí rất là đẹp, rất là tốt. Hai con nó vui quá. Rồi đi kiếm Việt Kiều, nước Việt Kiều mà lạc đường kiếm quá trời quá đất luôn. Thì đều đi muốn trồng hết cái trường luôn. Bác ba đã nhờ gì bác ba quay phim được cái trường. Bóng khỏe không? Lạnh không? Lạnh không? Lạnh không? Trời này thấy mát lắm á, lạnh gì? Mới qua mấy tiếng ngồi với Phượng rồi.
chị Bảy mới biết đường ra xin quên. Chở con nha. Chạy lộn chạy hút qua phía siêu thầu. Nó thì nó sẽ ăn mồi lắm.
Khó khăn nữa là cái đá gì. À, Phong đang thử bia của Mỹ, thưởng thức bia Mỹ. Sao chú biết cảm tưởng bia Mỹ sao? Khoan, uống cái này nó nói cho nghe. Ồ, quá dữ, ngọt thiệt ngọt. Ngon. Ngon không? Hai đứa con nữa. Hả? Đậm đà. Đậm đà hơn bia Việt Nam. Ngon. Hả? À, nhưng mà mình một ngày á cái tiêu chuẩn á anh út này bé tâm anh cái bụng ra đang thưởng thức nuôi rất là nhiều bệnh huyết áp nè, tiểu đường nè, bệnh gút mà nhưng mà được uống nhiều không tốt. Hai chai trở lại đây mình chỉ những tiểu tùng thôi, tiểu tùng uống nhiều tiểu tùng bệnh lắm cái bị làm gì cho hết. Tại tao có ông bán bạn của hết sớm mày. Mày sai. Mày ai điện chỉ tao nghe. Mua trứng ngỗng. Lên giờ bán biết. Trứng ngỗng nha. Mua chừng hoài trứng thôi. Đem về mới đập ra đổ nó ly quỷ rồi sống. Tại cho ta. Mình nếu mà thấy khó uống thì bỏ muối thôi. Uống sống gì đó. Một tuần uống chỉ chừng 2 hoặc 3 trứng thôi. Là dứt gạo. Vì sao hay vậy? Có người ta chỉ là mua dưa leo á. Trời ơi, ừ, nhưng mà tao có mấy bạn về, ông vô đó là ok đó. Cái dưa leo anh biết sao không? Dạ. Cái công dụng của dưa leo nó chỉ chữa trái anh. Ờ, mẹ. Nhưng mà ngày phải gần 1 kg. Đúng rồi, nhưng mà anh vô đây sẽ khó. Anh vô đây sẽ khó. Ông bị và eo đấy, ông nói rồi. Rồi, bỏ không à. Mà sao ông kêu tôi đến thủ? Ông đi làm mà kêu ông gì nữa. Bị sao? Rồi không biết ông lại nhà cháu ông là xương khớp cũng nhậu nè, biết xương khớp mua cái đó vô Costco á. Vậy hả? Con là xương thử coi. Chúc mừng nha. Dạ dạ các bạn vậy. Cái điều ao ước lâu rồi đấy. Nó thủ nó gần bằng anh đấy. Nó như cái đó đó. Dùng hết. Tạo một cái cốc uống rồi. Tao đang mệt lắm. Quá khỏe quá. Con khỏe lắm đó. À thì trời ơi, ai cũng phải tới lúc già đó. Mệt không? Mệt không? Hả? Mệt không? Không. 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 Nguyên khỏe hả? Dạ, khỏe cậu. Một quài. Dạ, một quài tốt. Ừ, con thấy bác mặt vậy tao mừng. Ngồi chơi đi chị. Ở đây đem ra đây sao cũng mừng. Tay Quyên nói hoài trời ơi, nó qua tới chưa đâu rồi, tới đâu rồi, hai chở. Sao vợ có lợi không? Dạ, bà xã chở mấy nhỏ đi ăn uống gì không biết nữa. Qua đâu rồi, qua cái hành nhớ không? Hồi nào về nơi thứ 2, hả? Nào vậy? Vì sao bà không biết không? Không, tôi còn không biết à. Vậy nó phải có tới. Có tới. Vậy. Bà má còn bà vậy. Ờ nó đưa đâu nó đi đây vậy? Này như của bác Khang mà. Trời ơi, mày giờ cha con tức tao vậy đó hả? Hai cha con đi thôi, còn mấy đứa kia từ từ nó tính sao. Khỏi bà đừng lấy con. Ôi, lúc canh gần bác Tám ơi, bác uống là cũng được. Cảm ơn cậu. Bác đi bác sĩ. Bác Tám đi. Chút uống nước ngọt nha. Đi bác sĩ nữa. Đi tặng ba cho mấy trị liệu thế em. Cảm ơn nút. Cảm ơn nút. Cảm ơn nút. Ông nút. Ok. Ra ngoài. Cúc. Trời ơi. Mà năm nay. Chị bao nhiêu tuổi? Có 1 tiếng tới 7 tuổi. Chúc nó đây à, bà ngoại đi lại đây là bác hai mình.